Bị mất giấy tờ tùy thân, khổ chủ đang lên mạng nhờ trợ giúp. Ít lâu sau thì có người liên hệ để trả lại. Nhưng chưa kịp vui thì lại mất luôn xe máy. Ngày 6 tháng 10 năm 2023, Công an phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận tin trình báo của người dân về vụ mất trộm xe máy xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là nam giới 33 tuổi quê Quảng Nam. Nạn nhân cho biết vào ngày 1 tháng 10, anh đến đánh cầu lông tại sân nhà thi đấu Phú Thọ, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, nạn nhân phát hiện chiếc áo khoác của mình để ngoài sân bị mất. Bên trong áo khoác có chùm chìa khóa, hai điện thoại di động cùng chiếc ví chứa nhiều giấy tờ như căn cước công dân, giấy đăng ký xe máy. Anh ngay lập tức đăng thông tin bị mất giấy tờ lên mạng nhờ trợ giúp. Sau đó, có người nhắn tin qua Facebook để trả lại ví và giấy tờ. Đầu tiên, người này yêu cầu nạn nhân gửi địa chỉ và số điện thoại để shipper đem giấy tờ đến. Tuy nhiên, nạn nhân đợi mãi không thấy shipper liên hệ. Đến sáng 5 tháng 10, một giọng nam gọi điện hẹn gặp nạn nhân tại một trung tâm thương mại trên đường Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10 để trả lại ví. Nạn nhân chạy xe máy đến điểm hẹn thì người này nói đang bận đóng hàng hóa bên trong siêu thị nên không ra gặp được. Người này yêu cầu nạn nhân vào bên trong trung tâm thương mại chờ. Sau đó, nạn nhân gửi xe máy tại bãi giữ xe tại tòa nhà của trung tâm thương mại rồi đi vào bên trong. Đợi mãi không thấy người trả ví, nạn nhân quay trở ra bãi xe thì không thấy chiếc xe máy của mình đâu. Hỏi người trông coi ở bãi xe thì được biết có một người lấy lý do là mất thẻ xe, để lại giấy đăng ký xe và chứng minh nhân dân rồi lấy xe ra khỏi bãi. Mình thấy nó quá tinh vi đi. Các bạn ấy vừa dẫn dắt tâm lý thăm dò địa chỉ công ty, địa chỉ nhà. Rồi sau đó dụ mình tới đây xong cái có chủ đích trong cái việc là sẽ vào bãi xe để dùng cà vẹt lấy xe của mình. Và chọn một cái địa điểm ở đây là ghi thẻ xe bằng giấy và không có camera. Thì đây là một cái quá trình được sắp xếp và lên ý cho mình nghĩ là lên kịch bản cho cái việc trộm cướp có quy trình chuyên nghiệp. Trong khi đó, một đại diện bãi giữ xe tại tòa nhà trung tâm thương mại cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, người của bãi xe và nạn nhân đã thống nhất việc thương lượng đền bù về chiếc xe máy bị mất. Theo nạn nhân, tổng giá trị tài sản bị mất gồm một xe máy và hai điện thoại di động có giá trị khoảng 100 triệu đồng. Nạn nhân cũng đã đến trụ sở công an để trình báo vụ việc. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.